Xin kính chào quý khách. Thay mặt cho nhãn hàng không Trần Hưng Đạo Airlines của phi hành đoàn mang số hiệu DT0511-2017, chuyến bay khởi hành với hy vọng lan tỏa những thông điệp yêu thương từ các bạn trẻ trường Trần dành tặng bà, tặng mẹ, tặng một nửa yêu thương trong thế giới của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu vị cơ trưởng vô cùng đáng kính, cô giáo Trần Thị Mai, hiệu trưởng nhà trường. Đi qua những ngày mưa nắng, vất vả ngược xuôi, hành trình chuyến bay của chúng tôi may mắn đón nhận sự cộng tác của các thương hiệu nghệ thuật Thanh Long Studio, Boom Studio, Tini Film, nghệ sĩ sân khấu chú Trần Quang Nhất, các quý bậc phụ huynh đến từ các chi đoàn khác nhau. Chuyến bay cũng may mắn được đón tiếp sự hiện diện của cô giáo Mai Thị Lý, giáo viên bộ môn hóa học, vai cô giáo trong phim Tháng Năm Bên Mẹ của chi đoàn 12B3. Cô Nguyễn Huyền Dung, vai mẹ trong phim Bình Yên Người Là Mẹ của chi đoàn 10B3. Và sự có mặt rất đáng yêu của diễn viên nhí là con gái cô giáo Trần Thị Tươi, bé nghé trong phim Vì Mẹ Là Điều Tuyệt Vời Nhất của chi đoàn 12A8. Cùng sự tham gia đồng hành hỗ trợ của nhiều tổ chức xã hội, Bệnh viện Phụ sản Nam Định, Bệnh viện 1 tỉnh Nam Định. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe tâm tư của một số tiếp viên hàng không trên chuyến bay này nhé. Lần đầu tiên, cho tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu, đoàn trường đã tổ chức một sân chơi lý thú bổ ích để cho cô trò chúng tôi được thể hiện, sáng tạo. Lần đầu tiên khi làm phim, chúng tôi rất là hào hứng bởi vì chúng tôi hiểu được ý nghĩa nhân văn và giá trị giáo dục mà dự án làm phim ngắn về mẹ mang lại. Khi mới bắt tay vào làm phim, chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, như là cảnh quay thì ở nhiều nơi, có những cảnh quay cách xa thành phố Nam Định 15 km, diễn viên thì không chuyên, chưa lần nào chúng tôi đứng trước ống kính máy quay, nhưng các em học sinh thì luôn luôn cố gắng thể hiện tốt cái vai diễn của mình. Trong suốt quá trình làm phim, đoàn làm phim của chúng tôi luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Có những lúc cô trò chúng tôi như nghẹn lòng lại trước những cảnh mà các em diễn rất là xúc động. Tôi mong rằng sau dự án làm phim này, lời yêu thương sẽ lan tỏa tới nhiều các em học sinh hơn nữa. Và một lần nữa xin cảm ơn đoàn trường, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho chúng tôi một sân chơi mà chúng tôi cảm thấy rằng rất thú vị, không thể nào quên, những trải nghiệm rất rất là thú vị và không thể nào quên. Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày 20 tháng 10 và ngày 20 tháng 11 thì hưởng ứng đến sự chủ trương của đoàn trường, chi đoàn 12A6 chúng tôi đã có một dự án làm phim ngắn về mẹ với cái điều con muốn nói, và các con lớp 12A6 đã có một ý tưởng để làm dựng một cái kịch bản tạo yếu tố bất ngờ để chọn một mẹ có một hoàn cảnh rất đặc biệt trong số 38 mẹ của các học sinh trong lớp, đó là mẹ em Hải Nam. Hải Nam với mẹ sống với nhau mà không có bố. Do nghiệp vụ gia đình thì hai mẹ con tự động viên tương tự vào nhau, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là người cha, còn là người bạn thực sự đồng hành với con. Đây là lần đầu tiên mà tôi được thử sức với vai trò là một diễn viên. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi tham gia vào cái môn nghệ thuật thứ 7. Tôi rất là hồi hộp, lo lắng là không biết mình có làm tròn được cái vai trò làm diễn viên của mình hay không. Và nhất là đóng với các con thì thực ra là các con đã có một sự chuẩn bị rất là tốt rồi. Còn tôi thì là hôm đấy là lần đầu tiên tôi đọc cái kịch bản này, nên là tôi không biết là lên hình là mình sẽ diễn như thế nào nữa. Và sau cái buổi làm phim trong vòng 4 tiếng đồng hồ, từ khoảng 3 giờ chiều đến 7 giờ tối thì lớp tôi đã kết thúc xong cái phim ngắn 24 giờ đó. Thì dù rất là mệt mỏi nhưng mà cả cô và trò, các em nói với tôi rằng là dù không được giải gì nhưng con sẽ có một cái kỷ niệm mà con sẽ nhớ suốt đời. Trong cái quá trình làm phim ấy thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn, ví dụ như là đến bệnh viện để quay một cảnh. Một cảnh đấy chắc là chỉ khoảng 30 giây, nhưng mà chúng tôi phải nhờ có lẽ phải đến hàng chục người, hàng chục mối quan hệ thì mới có thể có được cảnh quay ấy. Hay là phải chờ đến một tiếng đồng hồ bởi vì mất điện ở trong bệnh viện. Trong quá trình làm phim thì chưa bao giờ là tôi đứng trước mọi người, rồi là chưa bao giờ là đóng những cái cảnh như vậy. Thì qua một mình thì là nuôi cháu ăn học thì cũng như chợ đi bố rồi cũng là cái khác, nhưng mà đứng trước ống kính rồi là trước mọi người thì cũng có nhiều khó khăn. Thế trong quá trình làm phim thì tôi thấy là rất là vất vả. Cái ngày mà tôi đi đóng phim thì là nó mưa tầm đã cả ngày, mà đường phố ngập hết, quần áo ướt cả trong ngoài ướt hết. Thì đến nơi thì con ra ôm chầm lấy mẹ, mẹ ơi mẹ có lạnh không? Thực tình là lúc đấy rét run hết trong người lên, rét lắm, không dám trả lời con là
mẹ rét thì sợ con lộng. Nhưng mà nghĩ đi, con nghĩ đi cô, rất là nhiệt tình với lớp. Thế là mình thì trả lời con là không, để cho mình tạo thêm sức mạnh cho con. Và đây cũng là một kỷ niệm gắn bó giữa mẹ với con suốt đời và không bao giờ quên được đâu ạ. Qua cái dự án làm phim này thì chúng tôi thấy là cô trò gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nếu như không có cái dự án làm phim này thì tôi chỉ biết đến Hồng Hạnh là một cô bé rất là xinh xắn, nhút nhát, ít nói và dường như không bao giờ thể hiện mình. Và có lẽ là em cũng sẽ bị chìm lấp đi trong cái tập thể ấy. Thế nhưng nhờ cái dự án này thì tôi phát hiện ra cái khả năng đặc biệt ở em, cái sự tinh tế, nhạy cảm và cái tình, và đặc biệt là cái tình yêu mà của em dành cho mẹ. Em làm phim này thì có hy vọng rằng bộ phim sẽ trở thành một món quà tặng bà và tặng mẹ. Và đặc biệt là bộ phim Đừng Để Tiếng Muộn Màng sẽ trở thành một trong những bộ phim được yêu thích nhất. Và tôi hy vọng rằng bộ phim này sẽ làm ấm thêm những trái tim, sẽ làm cho chúng ta nối rộng vòng tay lớn để yêu thương nhau nhiều hơn. Con hy vọng sẽ có thật nhiều người đến với sự kiện của bọn con. Còn rất nhiều điều thú vị bất ngờ đang chờ đón quý khách. Nào, hãy cùng thắt dây an toàn, nở một nụ cười thật tươi để cất cánh cùng chúng tôi. Chúc quý khách có một chuyến bay với nhiều cung bậc cảm xúc ấn tượng và đáng nhớ.